Rồi, mến chào quý anh chị. Thì hôm nay em đang có mặt tại ngay vòng xoay cống Bà Sáu ha, của xã Tam Phước, huyện Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu. À, phía bên kia xa xa kia là con đường ẩm thực của xã An Nhất nha quý anh chị. À, vị trí của mình là giáp xã An Ngãi, giáp xã An Nhất luôn ha. À, mình đất của mình đi vào đây nha quý anh chị. À, xã ấp Phước Lăng này. À, thì trước khi vào cái sản phẩm em xin giới thiệu sơ vị trí ở đây ha. Vòng xoay này là vòng xoay đang làm nha quý anh chị. Vòng xoay này gọi là vòng xoay của cống Bà Sáu, tại vì hay là ngã sáu luôn rồi quý anh chị. Đây, hướng này là hướng tỉnh lộ 4B này. À, đi về hướng quốc lộ 55, đi về thành phố Hồ Chí Minh ha. À, còn hướng bên kia là về thành phố Bà Rịa, đi về trung tâm của thành phố Bà Rịa quý anh chị. À, cách khoảng tầm 4 km là tới thành phố Bà Rịa rồi. Còn hướng bên này là đi về An Nhất. À, và cũng là hướng đi về quốc lộ 55 luôn ha. À, đi về con đường ẩm thực An Nhất quý anh chị. À, view cánh đồng. À, con đường nó khá nổi tiếng ở trên ở huyện Long Điền này ha. Còn hướng này là đi về biển Phước Hải. Tỉnh lộ 4B này đi về biển Lộc Hải, Phước Hải, Lộc An, Hồ Tràm, Hồ Cốc, Lân Ghi, Bình Thuận ha. Cách biển Phước Hải khoảng tầm 8 km đi về hướng này. Thì hôm nay em có một lô đất quý anh chị đây. À, đi vào đây nha, mặt tiền đường nhựa luôn, đi vào đây chỉ có 200 mét thôi, ngang năm sau 20, 80 mét thổ cư mà giá chỉ có 1 tỷ 150 triệu nha, quá là rẻ luôn. Rồi bây giờ em sẽ quay vào sản phẩm cho quý anh chị xem. À, mình là thuộc xã Tam Phước, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, giáp với xã An Ngãi, giáp với xã An Nhất luôn nha. À, cách cái vòng xoay này, cách cái đường huyết mạch tỉnh lộ 4B này chỉ có là 200 mét thôi nha. Lô đất vừa ở vừa kinh doanh buôn bán, giá chỉ có 1 tỷ 150 triệu quý anh chị. Vị trí quá là đẹp luôn. Đi vào cổng chào ấp Phước Lăng này ha. Thì đường nó giao nhau với đường tỉnh lộ 4B và đường số 18 quý anh chị. Đường mới làm xong, khá là rộng luôn. Ở đây thì khu dân cư đang lên rất đông luôn quý anh chị. Đối diện mình có công viên luôn quý chị. Mình hướng này là đi vào trung tâm của xã Tam Phước. À, đây, lô đất của mình là ngay ngã tư đường số 19 và đường số 18 ha. Đây quý chị, đất của mình là cao ráo bằng phẳng, chủ đã đo ranh cắm mốc hết rồi ha. Đây, đây quý chị. À, lô đất mình đây ha. À, thì hướng này là đi về trường học, ủy ban, chợ của xã Tam Phước này. Và hướng này cũng hướng đường số 18 này cũng đi vào khu dân cư của Tam Phước luôn nha quý anh chị. À, đối diện mình đây là công viên. À, công viên của ấp Phước Lăng ha. À, còn đường nhựa hướng này là đi về quốc lộ 55, đi về chợ An Ngãi nha quý anh chị. Đi vào đây ha. Một xíu xíu thôi. Đứng đây là nhìn thấy tỉnh lộ 4B rồi quý anh chị. Thì lô đất mình đây hiện tại là có 2 lô liền kề ha. Anh chị nào mà lấy một lô cũng được, hoặc là lấy 2 lô, chủ để giá tốc nha. Mỗi lô là 1 tỷ 150 triệu ha. Đây quý anh chị, từ cái mí này ha, từ cái mí cọc này qua bên này là 5 mét, sâu vào trong tới đuôi nhà luôn nha. Đó là 20 mét. Và lô này, lô từ lô này qua bên đây là 5 mét luôn, cũng là sâu 20 luôn. 2 lô liền kề, anh chị nào lấy 2 lô là có giá tốt nha. Mặt tiền đường nhựa vừa ở vừa kinh doanh buôn bán luôn. Đất của mình là quay về hướng đông bắc ha. Anh chị nào hợp hướng đông bắc thì inbox liền cho em nha quý chị. À, quá là đẹp luôn, vị trí cực kỳ đẹp luôn nha. Đường thông thương, khu dân cư đông đúc, đi biển cũng khá là gần ha. Chào quý anh chị. À, số mình số mới, số 2023, số mới công chứng sang tên ngay ha. Thửa đất số là 578 tờ bản đồ 23, địa chỉ xã Tam Phước, huyện Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu. Tổng diện tích là 100,7 m². Hình thức sử dụng riêng, mục đích sử dụng là 80 mét thổ cư, còn lại cây lâu năm, thời hạn đất ở lâu dài ha. Đây, đất của mình là quay về hướng đông bắc ha. Anh chị nào hợp hướng đông bắc thì inbox cho em để em soi quy hoạch xuống chị xem. Đây quý anh chị, à, mình cách hai lô góc này là tới ngã tư này luôn ha. À, ngang 5 m², phía sau cũng 5 m² luôn, sâu là 20. Tổng diện tích là 101,9, tất ở nông thôn hết luôn ha. Mình có thể vừa ở vừa kinh doanh buôn bán hướng đông bắc ha. À, anh chị nào mà tài chính lên quanh hơn 1 tỷ thì inbox liền cho em cái lô này. À, giá cực kỳ hời luôn, nằm ngay trung tâm luôn ha. Sát tỉnh lộ 44B. Rồi, cảm ơn quý anh chị đã xem hết video. Không quên cho em một like, một đăng ký kênh nha quý anh chị.